Chào mừng cô dì chú bác cùng tất cả anh chị em và các bạn đã đến với màn nhỏ của Minh Thành Vlog. Đầu tiên Thành cũng xin được gọi lời chào và cũng xin kính chúc cho tất cả mọi người có thật nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống thường ngày. Nếu là lần đầu tiên đến với kênh, hãy đăng ký kênh để tiếp thêm niềm tin và động lực cho Minh Thành Vlog. Không đợi gì hơn, một lần nữa Thành xin trân trọng cảm ơn rất là nhiều. Qua đây Thành cũng xin chia sẻ tâm sự trong quá trình đăng tải video. Luôn mong muốn diễn tải những nội dung hay và đặc sắc, nhưng vẫn còn những hạn chế nhất định cần thêm thời gian để hoàn thiện. Hy vọng tất cả mọi người vẫn luôn ủng hộ nhiệt tình trên từng video. Trân trọng. Video hôm nay Thành xin chia sẻ mẫu xe quay 110i đã thật sự được nhập khẩu về Việt Nam hay chưa. Kể từ khi được ra mắt tại thị trường Thái Lan, dòng quay 110i đã gây được sự chú ý với người Việt Nam từ thiết kế bên ngoài, động cơ cho đến khả năng tiết kiệm xăng đáng nể của nó. Rất nhiều người Việt đã bày tỏ sự tiếc nuối vì dòng xe này vẫn không được sản xuất trong nước, cũng như chưa được nhập khẩu về Việt Nam. Honda Way 110i được công bố ra mắt ở Thái Lan với trang bị động cơ mới nhất Honda Smart Engine, động cơ thông minh của Honda, và đi kèm các tính năng vượt trội. Xe có giá bán hấp dẫn đối với người Thái Lan và cũng đang được nhiều người hâm mộ ở thị trường Việt Nam mong sớm được diện kiến. Mẫu xe số mới này mang phong cách xe số dành cho gia đình rất bắt mắt. Trên xe được trang bị đèn pha LED tiên tiến, cung cấp chùm ánh sáng rực rỡ trên mọi nẻo đường. Điểm nổi bật của Honda Way 110i hoàn toàn mới là động cơ mới nhất Honda Smart Engine 110cm khối, có đường kính hình trên piston là 47.0 và 63.1mm, làm mát bằng không khí, độ nén 10.0.1, SOHC 2 van. Honda Way 110i về Việt Nam thì rõ ràng còn hơn cả Way Alpha, sánh cạnh với Way RSX của Honda và Sirius FE của Yamaha. Dòng xe này hiện tại đang được trưng bày khá nhiều tại khu vực miền Tây với giá bán dao động tầm 40 đến 65 triệu đồng, một mức giá khá cao cho một chiếc xe số phổ thông tại thị trường Việt Nam. Những hình ảnh này càng làm chúng ta tin tưởng hơn vào một ngày không xa dòng xe quay 110i sẽ được bán đại trà theo hướng nhập khẩu tư nhân, tương tự như quay 125i để người dùng có nhiều sự lựa chọn hơn. Và những người thích màu xe này cũng có cơ hội sử dụng nó trên đất nước hình chữ S.
Và vừa rồi là hình ảnh cùng thông tin về mẫu xe Honda Way 110i Thái Lan được nhập khẩu về thị trường Việt Nam thông qua các đại lý tư nhân. Hy vọng video sẽ đem đến những thông tin tham khảo hữu ích cho cô dì chú bác cùng tất cả anh chị em và các bạn. Thấy video hết cho thành xin một like đăng ký kênh để tiếp thêm niềm tin và động lực. Và sau cùng xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại ở video sau. Và bye bye.